ta à, tất cả ma vật. Chương 105. Dẫn em ấy trận. Lục Trầm Hàn tuy có thông ma bàn nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, bất luận đi đến đâu cũng đều phát hiện ra ma khí, như thể toàn bộ trận pháp nghịch chuyển được tạo thành từ ma khí vậy. Ngoài ra những người cùng tiến vào bên kia lại dựa vào thủ đoạn lừa gạt, đánh lén người khác để phán đoán người trong thành có phải ma vật hay không điều này khiến Lục Trầm Hàn cực kỳ bất mãn với thông ma bàn trong tay. Phong Trần Đạo Nhân nói thông ma bàn là pháp bảo của bồng lai, hiện tại hắn thấy cũng chỉ là một thứ vô dụng mà thôi. Lục ca ca, Ninh Thiển Giao đi tới, nhìn đồ vật trong tay hắn, đây là cái gì? Lục Trầm Hàn ngước mắt, thấy là nàng ta thì nói, thông ma bàn. Ninh Thiển Giao không rõ đây là thứ gì, nhưng nghe tên thì hẳn là có liên quan đến ma, có thể tìm ra được ma vật sao có vẻ là hỏng rồi lục trầm hàn đưa thông ma bàn ra cho nàng ta xem kim ở mặt trên đang không ngừng quay tít vốn dĩ nó có thể chỉ ra phương hướng có ma khí có thể để muội xem thử một chút không ninh thiển giao vừa cười vừa nói đôi mắt lộc cong cong kiều tiếu đáng yêu tuy muội không có tên trên bách thanh bảng nhưng cũng có chút hiểu biết về pháp khí lục trầm hàn đưa thông ma bàn trong tay cho nàng ta Ninh Thiển Giao cúi đầu xem xét một hồi, đột nhiên cắn mạnh một đầu ngón tay, nhỏ máu lên trên thông ma bàn. Ánh mắt lục trầm hàn có chút dục dịch, nhìn máu bị pháp khí hấp thu sạch sẽ lúc này mới mở miệng hỏi, muội đang làm cái gì? Muội thử xem có thể khiến nó tốt lên không? Ninh Thiển Giao ngẩng đầu nhìn lục trầm hàn ở đối diện, có chút kiêu ngạo nói, máu của muội có thể tăng cường pháp khí lục trầm hàn nhoáng một cái giơ tay che miệng nàng ta lại nhưng chỉ che hờ mà không chạm vào mặt hắn rũ mắt nhìn thẳng vào mắt ninh thiển giao lời này đừng bao giờ nói ra ngoài ninh thiển giao cong mắt cười nói muội biết mà sư phụ cũng nhắc nhở nhiều lần nhưng nói cho huynh thì không sao hết lục trầm hàn buông tay đừng để người khác biết chuyện máu của muội được ninh thiển giao gật đầu sau đó giơ thông ma bàn lên lục ca ca huynh xem, nó bắt đầu ngừng lại rồi. Thông ma bàn chậm rãi ngừng lại, chỉ về một hướng. Chúng ta đi, lục trầm hàn nói. Theo thời gian buổi yến hội sinh thần càng tới gần thì số lượng ma vật trên thông hành đơn cũng giảm xuống. Mãi đến đêm trước đêm dân trong thành bị tàn sát thì vẫn còn hơn 30 ma vật chưa bị phát hiện. Trong buổi tiệc, các tân khách ăn uống linh đình, sôi nổi chúc phúc đệ đệ của thành phủ phu nhân, phần nhiều là chúc sống lâu trăm tuổi. Ở tu chân giới, chúc sống lâu trăm tuổi chính là đang rùa người khác. Chu Vân Nhịn không được nhỏ giọng nói. Đối với phàm nhân mà nói, trăm tuổi đã rất dài lâu. Từ trình ngọc nhìn thanh niên gầy gò tái nhợt, đáng tiếc tuổi thọ của hắn sẽ vĩnh viện dừng tại một năm này. Khi yến hội sắp đến hồi kết thì trời cũng đã tối, đèn đuốc bốn phía đều được thắp lên. Thành chủ phu nhân quay đầu hỏi Vu Thừa Duyệt, "Thừa Duyệt, năm nay đệ có ước nguyện gì?" Dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt Vu Thừa Duyệt như ẩn như hiện, hắn hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, đệ muốn lên cao xem thử bộ dáng của phủ thành chủ. Thành chủ phu nhân lập tức hỏi lại, "Ý đệ là muốn học ngự kiếm sao?" Vu Thừa Duyệt lắc lắc đầu, gương mặt tái nhợt thanh tú ánh lên chút chờ mong, chỉ là để bọn họ mang theo đệ bay một vòng là được. Thành chủ phu nhân do dự một lát, cuối cùng thỏa hiệp, định phân phó Tô sĩ bên dưới thì lại bị Vu Thừa duyệt ngăn lại, hắn nói muốn tự mình chọn người. Đi đi, thành chủ phu thân thay hắn buộc chặt lại áo choàng, thân thể không khỏe thì lập tức phải quay lại ngay. Vu Thừa duyệt chậm rãi bước xuống bên dưới đại điện, hắn nhìn về phía Du Phục thời, lấy ra một túi linh thạch, "Ngươi có thể chở ta bay một vòng phủ thành chủ không?" hắn tuy lớn lên ở phủ thành chủ nhưng lại chưa từng biết toàn cảnh của nơi này. Du phục thời nhận lấy túi, mở ra nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ phẩm chất của linh thạch quá thấp, bất quá hắn vẫn giao túi linh thạch cho phàm nhân bên cạnh, diệp tố, sọt. Đại sư tỷ lấy ra từ túi cản khôn chiếc sọt đã lâu không dùng tới, đưa cho tiểu sư đệ, nhìn hắn là một loạt thao tác nước chảy mây trôi, đầu tiên nhét vu thừa duyệt vào trong sọt, sau đó lại điều khiển khắp huyết kiếm bay lên trời. Du Phục Thời cũng không đứng trên thân khắp huyết kiếm mà ngược lại bảo Diệp Tố ngự kiếm chở hắn đi theo. Ngự kiếm rất mệt, để phàm nhân này làm. Diệp Tố, Du Phục Thời đứng ở phía sau, nắm quần áo của Đại Sư Tỷ, nhỏ giọng nói, mai mốt làm một cái sọt mới cho ta. Đồ người khác dùng qua hắn không cần nữa. Diệp Tố quay đầu liếc Tiểu Sư Đệ một cái đệ có thể tự mình ngự kiếm rồi, không cần sọt nữa. Dù phục thời mặc kệ, ngươi phải làm cho ta một cái mới. Đây cũng không phải là chuyện gì lớn, cũng khó có được tiểu sư đệ lần đầu tiên có ý thức kiếm tiền, Diệp Tố đồng ý, đợi ra khỏi đây ta sẽ làm. Gió thổi qua mặt vô thừa duyệt, làm tóc mai hắn có chút loạn, hắn quay đầu hỏi hai người, tu sĩ các ngươi ngự kiếm là cảm giác như thế này sao? bởi vì lần trước không thể lấy ra được nhiều linh thạch từ giới nên du phục thời chỉ muốn kiếm linh thạch đối với lời tán gẫu này của vu thừa duyệt hắn cũng không quan tâm tiểu sư đệ còn đang nghĩ để diệp tố làm sọt dạng gì cho hắn diệp tố búng ngón tay một vòng linh thực phòng hộ chùm lấy vu thừa duyệt ngăn gió không thổi đến hắn gần như là như vậy vu thừa duyệt nhìn vòng linh lực hiếu kỳ duỗi tay chạm chạm trong mắt hiện lên một tia hâm mộ không thôi đây là linh lực. Tầm mắt của Diệp Tố dừng ở phủ thành chủ bên dưới, hôm nay khắp nơi trong phủ đèn đuốc sáng trưng, có thể thấy được rõ ràng mọi người đang làm cái gì. Bọn họ nói ta có căn cốt để tu đạo, chỉ tiếc thân thể không chịu nổi, vu thừa duyệt lầm bầm lầu bầu, nếu có thể tu đạo thì tốt rồi, sẽ không sinh bệnh, sẽ không đau. Tu đạo cũng sẽ đau. Diệp Tố quay đầu nói với hắn, cũng sẽ chết gương mặt tái nhợt của vu thừa duyệt dưới ánh trăng gần như trong suốt đôi mắt yên tĩnh nhìn những người đang bận rộn tới lui dưới phủ thành chủ vậy ư diệp tố thuân miệng nói tu sĩ khi đến một cảnh giới nhất định thì mỗi lần tiến giai đều sẽ có lôi kiếp thậm chí còn có khả năng sinh ra tâm ma vậy nếu là ma có phải sẽ nhẹ nhàng hơn không vu thừa duyệt đột nhiên hỏi chắc là vậy diệp tố nói hình như ma vật tu luyện nhanh hơn so với tu sĩ cô không cảm thấy ma nên bị giết sao vu thừa duyệt tựa vào thành sọt hỏi lời này của vu thừa duyệt khiến diệp tố không khỏi nhìn hắn thêm vài lần còn phải xem là ma gì nữa vậy ư thanh âm của vu thừa duyệt mỏng manh đến nỗi gần như không nghe thấy sau đó liền phiêu tán giữa không trung sau khi đưa vu thừa duyệt dạo xong một vòng phủ thành chủ trở về Bên dưới dường như đã xảy ra chuyện gì đó, mọi người xôn xao nhốn nháo. Ba người vừa đáp đất thì liền phát hiện trên mặt đất có mười mấy xác chết đang nằm, tất cả bọn họ thất khiếu đều chảy ra máu đen, máu rơi vãi khắp nơi trên những phiến đá lót trên đường đi, những người này đều là thủ vệ tu sĩ của phủ thành chủ. Thừa duyệt, mau qua đây. Thành chủ phu nhân vừa nhìn thấy Vu Thừa duyệt thì lập tức kéo hắn đứng sát vào mình, nơi này đã xảy ra chuyện để tỷ sai người đưa đệ về phòng trước. Bọn họ làm sao vậy? Vu thừa duyệt nhìn mấy người trên mặt đất hỏi. Là ma, bị ai đó giết, ném ở trên đường. Lệ diệu minh sắc mặt khó coi, phân phó các thủ hạ, hạ lệnh mọi người canh phòng nghiêm nhặt, mời quan hộ thành đến đây. Diệp tố đứng bên cạnh, nhìn đảo qua chung quanh một vòng, lục trầm hàn, ninh thiển giao cùng với giản hồ từ đầu tiệc đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Mấy người từ trình ngọc sau khi động thủ xong đều sẽ thay những ma vật chết đi viện một lý do nào đó, khiến mọi người trong phủ thành chủ tin rằng bọn họ có việc gì đó nên đã rời đi, chứ không công khai ném ma thi khắp nơi như vậy. Diệp tố quả thật không hề nghĩ sai. Những ma vật đang nằm dưới đất đúng là do lục trầm hàn cùng ninh thiển giao, giản hồ giết. Bởi vì có máu của ninh thiển giao thêm vào nên thông ma bàn rốt cuộc có thể tìm ra được ma vật bất quá chỉ trong một ngày bọn họ lại liên tục chém chết mười mấy người. Hiện giờ tuy đã nắm danh ngạch vào vòng tiếp theo trong tay nhưng bọn họ vẫn không ngừng lại mà tiếp tục tìm kiếm những ma vật khác. Lúc này, cốc lương thiên vốn vẫn luôn ngồi ở dưới điện bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhắm mắt lần chuyển tràng hạt trong tay, người hắn dần bay lên khỏi mặt đất, pháp trượng đài sen trong tay phát ra kim quang. Bốn phương tám hướng của toàn bộ huy thành đột nhiên xuất hiện ánh kim quang của trận pháp, các tia sáng hội tụ về trên đóa sen trên pháp trưởng. Trong nháy mắt, phảng phất như một tầng vải dày âm u phủ lên cả huy thành đột ngột bị kéo ra, tà ác quay cuồng. Phật tử, thành chủ kéo phu nhân và đệ đệ ra phía sau che chở, nhìn Cốc Lương Thiên, không rõ hắn đang làm cái gì. Dẫn ma trận, Mai Cửu Nhân đang khiêu vũ đột nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn trận pháp trên không. Nhan hảo kinh ngạc, cốc lương thiên đây là có ý gì? Dẫn ma trận vừa lập thì nội trong vòng một canh giờ, ma vật tất hiện, nhưng để dựng lên pháp trận khổng lồ như vậy không ít đệ tử vạn Phật Tông sẽ bị hao hết linh lực, mà các đệ tử của các tông môn khác hoàn toàn có thể nhặt được món hời. Dẫn ma trận bao trùm lấy toàn thành. Trình Hoài An nhìn kim quang lấp lóe, vạn Phật Tông từ lúc tiến vào đã bắt đầu chuẩn bị. Liên liên khoanh hai tay trước ngực, chờ đến tối nay mới động thủ, Phật tử thật đúng là có kiên nhẫn. Đã xảy ra chuyện gì? Phạm nhân trong huy thành nhìn thấy trận quang chiếu sáng khắp nơi, không khỏi hoảng loạn, ngay cả các tu sĩ trong thành cũng sôi nổi chạy ra, tìm hiểu xem là chuyện gì. Mắt trận nằm ở trong phủ thành chủ. Một ít tu sĩ phát hiện ra manh mối. Trên đường phố đêm khuya không ngừng có người hé ra cửa sổ, nỗi sợ hãi lan tràn khắp nơi, các phàm nhân đóng chặt cửa, người một nhà tập trung bên nhau. Thế nhưng, hỗn loạn bùng lên trong nháy mắt. Ma, là ma. Trên đường có một tu sĩ điên cuồng kêu lớn, bụng bị lủng một lỗ rất to, ruột sắp chảy hết ra đất, nhưng hắn dường như lại không phát hiện, chỉ liều mạng chạy trốn. Hắn muốn chạy vào một cửa hàng nào đó bên đường nhưng còn chưa tới gần thì các cánh cửa đã từng cánh từng cánh bị đóng sầm lại, người bên trong toàn bộ núp đi hết thậm chí còn dựng lên kết giới phòng hộ. Mở cửa, cứu ta với. Người nọ dãy dụa đập cửa khách điếm quy phúc, nơi này tu sĩ tập trung nhiều nhất, chỉ cần có người nguyện ý ra tay thì hắn vẫn còn cơ hội giữ mạng, nhưng cửa của khách điếm quy phúc trước sau lại không hề mở ra. Hắn xoay người tựa lưng vào cửa khách điếm, từ từ khụy a xuống, che lại bụng của mình, ma đuổi tới rồi. Là ma một vài đệ tử côn luân trong khách điếm muốn đi ra nhưng thấy đồng môn xung quanh bất động nên có chút do dự. Trước chờ xem tình huống thế nào đã. Chỉ còn lại hơn 30 ma vật thôi, nếu còn không động thủ thì sẽ bị người khác đoạt mất đấy. Không thấy quần áo của người nọ sao? Là thị vệ thủ thành, cảnh giới cũng không kém hơn chúng ta. Trong lúc nhất thời, những người trong khách điếm không một ai ra tay, chỉ xuyên qua kẽ hở cửa lớn nhìn ra bên ngoài, trên đường có một đạo hắc ảnh đang ngày một tiến tới gần, mang theo một vị tanh hôi nồng nặc, nó túm lấy người bên ngoài cửa, há to miệng muốn táp xuống cổ hắn. Ở đây, trên đường phố bỗng vang lên âm thanh rút kiếm đồng loạt, các đệ tử Ngô kiếm phái từ sân nhỏ phía sau khách điếm chạy ra, phi thân tới ngăn cản động tác của ma vật. Nhân ma có thể so với tu sĩ kim đan kỳ mà ma vật này bản thân nó vốn là tu sĩ kim đan kỳ sau khi nhập ma thì thực lực càng mạnh hơn đệ tử chạy tới đầu tiên nhất chỉ qua hai chiêu liền bị đánh bay ngã trên mặt đất đệ tử đó liếc mắt nhìn thấy thị vệ thủ thành đã được đồng môn dẫn đi nhanh chóng đứng dậy hô liệt kiếm trận tất cả đệ tử ngô kiếm phái kết kiếm trận vây quanh lấy ma vật đó kiếm quang màu xanh lam sáng rực lóa mắt chiếu xuống đường rốt cuộc khiến mọi người có thể thấy rõ diện mạo của ma. Không ngờ lại cũng là một thị vệ thủ thành, chẳng qua giờ phút này hai mắt của hắn đỏ quạch, khóe miệng bị hai răng nanh nhô lên xé rách đến tận mang tai. Các đệ tử tông môn trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc qua ma, đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, mặc dù chỉ là hư ảnh của 20 năm trước nhưng cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Cũng may rốt cuộc vẫn là đệ tử đại tông môn, rất nhanh điều chỉnh lại được trạng thái, một lòng kết liệt kiếm trận, tất cả huy kiếm tề tụ, chém xuống ma vật đối diện. Tuy nhiên công kích lại không được quá thuận lời, đối mặt một ma vật vừa xa lạ vừa đáng sợ, kiếm trận mấy lần chạch khỏi quỹ đạo, vài đệ tử còn bị nhân ma đả thương, nhưng theo thời gian dần trôi, các đệ tử ngô kiếm phái rốt cuộc tìm lại được cảm giác phối hợp khi huấn luyện ở tông môn. Kiếm chảm đệ tử dẫn đầu bắt lấy một sơ hở của ma vật hội tụ lại tất cả bóng kiếm chém thẳng xuống kiếm ý ngất trời ma vật kia bị chạm lìa đầu trong nháy mắt khi đầu hắn chạm đất thì gương mặt dữ tợn lại dần dần biến mất khôi phục lại bộ dáng tu sĩ bình thường thông hành đơn lại giảm xuống một nhân ma kiếm trận của ngô kiếm phái cũng chỉ có vậy một đệ tử côn luân trong khách điếm trào phúng lần này đã bị bọn họ giành trước chảm ma Mọi người mau, đi ra ngoài tìm ma. Các đệ tử Côn Luân sau khi xem xong trận chiến bên ngoài thì cũng đã có hiểu biết đại khái về nhân ma trong huy thành, trong lòng cũng ổn định hơn. Sự việc giống như vậy không ngừng phát sinh trong thành. Từ khi dẫn ma trận xuất hiện, ma lục tục bị ép ra tới, đặc biệt trong phủ thành chủ là nhiều nhất. Nhưng phần nhiều lại là thiên ma, tu sĩ bình thường căn bản không phải là đối thủ của chúng đệ tử dự thi của các tông lúc này cũng không hề cố kỵ thân phận, sôi nổi ra tay chả ma, đánh đến trời đất tối sầm. Quan hộ thành còn chưa tới nhưng vài hộ vệ vốn đang bảo vệ thành chủ lại đột nhiên biến thành bộ dáng ma vật, thành chủ chỉ là phàm nhân, thậm chí còn không phát hiện ra biến hóa của các hộ vệ bên người, chỉ toàn tâm che chở cho phu nhân và vu thừa duyệt ở phía sau. Diệp tố chợt ra tay, nàng ném vài đạo phù chú về hướng thiên ma, thu hút sự chú ý của bọn chúng. Các ngươi, thành chủ trợn to hai mắt, cơ hồ không phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì, không ngờ tất cả thủ hạ quen thuộc bên người lại đều là ma vật. Vu thừa duyệt đứng bên cạnh thành chủ phu nhân, nắm tay của tỷ tỷ, an tĩnh nhìn diệp tố cùng du phục thời đối phó đám thiên ma đó. Khắp huyết kiếm không cần du phục thời phân phó liền chủ động xông tới đón đầu thiên ma, vô luận là máu yêu ma hay máu tu sĩ thì đều có thể khiến nó trở nên hưng phấn. Tốc độ của thiên ma còn nhanh hơn tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Các phù chú diệp tố vẽ trước đó không mang lại hiệu quả quá lớn. Nàng nhớ lại cử chỉ của Liên Liên và Trình Hoài An đêm đó. Đầu ngón tay triệu hồi ra linh lực vẽ một đạo phù giữa không chung. Phù ý dày nặng chậm rãi hình thành. Phù thành, diệp tố dùng sức đẩy phù chú về phía trước. Đạo phù đó đánh vào trên người thiên ma hạn chế hành động của nó. Lúc này, một tay khác của Diệp Tố vốn rũ bên sườn lại vẽ xong một phù chú khác, lại dùng sức đánh về phía trước, quăng nó lên người thiên ma. Trong nháy mắt thiên ma dãy rủa nàng dán một lá tật tốc phù lên người, cả người đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, chủy thủ trong tay không chút do dự cắm vào trong ngực thiên ma. Thiên ma hóa thành làn khí màu đen tản đi, quần áo của hộ vệ rơi xuống mặt đất. Diệp Tố tụ tập linh lực trong lòng bàn tay, nàng trường linh thực về phía làn khí màu đen, đánh nát nó trước khi nó kịp chạy trốn. Một tên thiên ma khác nhảy tới từ phía sau, muốn đánh lén Diệp Tố, nhưng lại bị du phục thời đứng bên cạnh dùng vũ sát hoa đánh trúng. Một bên bả vai của nó bị cắn. Diệp Tố quay đầu, hai tay chụm lại, ngón cái và ngón trỏ đối nhau, sau đó lại tách ra tạo ra pháp trận, mượn linh thông pháp vặn pháp trận từ dưới mặt đất dựng lên, trói lại thiên ma, vạn một cái, bẻ gãy người của nó. Mấy tên thiên ma đều bị giết chết, yến hội sinh thần cũng tan hoang thành một bãi chiến trường. Các tân khách run bần bật trốn ở khắp nơi, nhưng đột nhiên có một khách nhân hai mắt biến đỏ, quay đầu muốn cắn đứt cổ người bên canh. Cốc lương thiên ra tay, ném chàng hạt lên trên người khách nhân đó, miệng niệm pháp quyết, cuối cùng ma vật cũng bị giết chết thành chủ, qua một lúc lâu sau, quan hộ thành một thân đầy máu chạy tới. Sắc mặt của Lệ Diệu Minh khó coi tới cực hạn, nhưng ngữ khí ngược lại rất bình tĩnh, Huy Thành đã bị ma xâm lấn sao? Quan hộ thành nắm kiếm, có không ít tu sĩ đang truy lùng ma vật trong thành, tình hình đã dần ổn định. Còn trong phủ, Thuộc hạ đã xử lý một đám kiểm kê thương vong. Thành chủ nhìn thấy quan hộ thành tới, tâm trạng cũng yên ổn hơn một chút. Hắn nhìn về phía cốc lương thiên, biểu tình có chút phức tạp. Việc này, Phật tử hẳn là nên báo trước với chúng ta. Cốc lương thiên thu hồi chàng hạt, chỉ sợ người có tà tâm tìm cách đào tẩu. Diệp Tố đứng ở một góc nhìn thông hành đơn trong tay, số ở mặt trên đang không ngừng giảm xuống, mãi khi về đến một số thì không hề động nữa. 2. Chương 106. Huyết Đàm sau khi dẫn ma trận hết hiệu lực hai ma vật còn lại cũng không hề xuất hiện một buổi tiệc sinh thần cứ thế bị nhiễu loạn phủ thành chủ tiến hành tra xét khắp nơi ma vật mà lại có thể không hiện hình dưới sức ép của dẫn ma trận vô cùng có khả năng là cấp bậc cao hơn cả thiên ma theo thời gian dân trong thành bị tàn sát mỗi lúc một gần mọi người càng thêm lo âu sự chú ý của đệ tử năm đại tông đều tập trung trong phủ thành chủ bọn họ nhất trí rằng hai ma vật còn sót lại nhất định đang ở trong phủ. Bởi vì khi đêm dân trong thành bị tàn sát, mệnh đèn của quan hộ thành tắt đầu tiên. Nhan Hảo cởi ra bộ trang phục vũ cơ, cầm một quyển sách trong tay, đi nơi nơi thử mọi cách trừ ma mong bức cho ma vật hiện hình. Trên đường đụng phải Diệp Tố, sốt ruột nói: "Đêm nay chính là đêm toàn huy thành bị đổ, nếu vẫn tìm không thấy hai ma vật còn lại thì chúng ta cũng sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi." Diệp Tố cũng đang đi tìm, nàng nói, vẫn còn mấy chỗ, để ta qua đó xem thử. Thanh âm pháp trượng gõ xuống nền đá chậm rãi truyền đến, Diệp Tố ngẩng đầu lên nhìn, là cốc lương thiên của vạn Phật Tông. Vì để tránh đi quan hộ thành hợp thể kỳ, hắn nhân cái cớ có thể dựng trận cầu phúc cho đệ đệ thành chủ phu nhân mà hiên ngang tiến vào phủ thành chủ, tốn một đoạn thời gian dài mới thiết lập xong mắt trận, liên thủ với các đệ tử vạn Phật Tông ở bên ngoài kết nên một pháp trận cực đại, dẫn ma xuất hiện. Hắn quyết định ra tay trong tiệc sinh thần đệ đệ thành chủ phu nhân, cũng chính là đêm trước đêm Huy Thành bị tàn sát, thế nên những ngày trước đó hắn không hề động tay tìm kiếm ma. Phần kiên nhẫn này quả thật không một ai ở đây có thể bì với hắn. Có lẽ là vì ánh mắt của nàng quá mức rõ ràng nên khi lướt ngang qua Diệp Tố, Cốc Lương Thiên đột nhiên mở miệng nói, Vạn Phật Tông đã thiết hạ một pháp trận khác. Tối nay hai ma vật còn lại chỉ có một con đường chết. Là có ý gì? Diệp Tố xoay người hỏi. Một khi trận pháp khởi động, tất cả mọi người trong huy thành sẽ chết hết. Cốc Lương Thiên nói, chỉ là muốn nhắc nhở chư vị sớm rời khỏi huy thành, ở ngoài thành chờ đến thời gian trở về là được. Diệp Tố chợt dương mắt nhìn thẳng Cốc Lương Thiên, ý ngươi là muốn giết hết dân chúng trong thành? dáng người của cốc lương thiên mảnh khảnh cao gầy, trên mặt lúc nào cũng ẩn ẩn có một nỗi trách trời thương dân, bọn họ bất quá chỉ là hình ảnh hư ảo, tất cả đều đã chết 20 năm trước. Đêm dân trong thành bị tàn sát còn chưa tới, vẫn còn cơ hội tìm được hai ma vật đó. Nhan hảo nhíu mày, người giết hết dân trong thành làm gì? Ta nói rồi, cốc lương thiên vừa nói vừa lần tràng hạt trong tay, bọn họ chỉ là tàn ảnh, Giết tất cả mọi người trong thành mới là phương thức tốt nhất. Vạn Phật Tông, Diệp Tố nhìn Cốc Lương Thiên, mặt vô biểu tình nói, có loại Phật tử như ngươi thật là tốt. Nàng nói xong liền dẫn theo Du Phục thời xoay người rời đi. Dịch Huyền đứng trước cửa lớn của Mai Viên, nhìn nó chằm chằm. Để ở đây định làm gì đó? Dịch Huyền quay đầu lại, đại sư tỷ Phía sau Diệp Tố chính là Du Phục Thời, hai người một trước một sau dừng lại, nàng hỏi Dịch Huyền, để cảm thấy bên trong có vấn đề gì sao?" "Chỉ là có một cảm giác kỳ quái." Dịch Huyền nói. "Để tỷ vào xem." Diệp Tố biết Dịch Huyền có huyết mạch nửa ma, có lẽ hắn cảm ứng được gì đó, cho nên ngày ấy ở Mai Viên, nàng chú ý thấy Dịch Huyền cứ quay đầu lại. "Tỷ vào xem, để chờ ở bên ngoài đi." Diệp Tố sợ huyết mạch nửa ma của hắn sẽ chịu ảnh hưởng gì đó. "Cùng vào." Dịch Huyền nói. Diệp Tố nhìn ánh mắt kiên trì của hắn, cuối cùng chỉ có thể đồng ý, "Được." Hiện tại ở Huy Thành vẫn là tháng 3, trong mai viên còn một nửa hoa mai vẫn đang nở rộ. Bên trong là một khung cảnh lộn xộn, đã từng có người đánh nhau ở đây, xem dấu vết là do đệ tử Thượng Khuyết Tông và Hợp Hoan Tông lưu lại ba người đi vào sân khấu kịch trong mai viên, nàng đi đến chỗ chiếc ghế quý phi, là nơi thành chủ phu nhân thường nằm, lúc này nó đã sập, chiếc bàn bên cạnh cũng vậy. Diệp tố cúi người nhặt lên trang giấy rơi ra từ ngăn kéo của cái bàn gãy, trên đó là những hàng chữ thanh tú tinh tế, đầu bút thon nhỏ lãnh lệ nhưng từng từ đều là vì cầu phúc. Bên này, dịch huyền bỗng trở nên có chút ngơ ngác, vô thức đi vào sâu ra phía sau của mai viên. Du phục thời duỗi tay chọc chọc Diệp Tố, rồi lại chỉ dịch huyền, hắn chạy. Diệp Tố thu tờ giấy vào túi càn khôn, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Càng đi sâu vào trong thì những cây hoa mai trong mai viên càng héo úa, mãi đến khi đến hậu viện thì cây cối ở đây đều đã chết khô. Dịch huyền vòng qua hàng cây khô bước vào bên trong, nhưng hắn đụng phải một kết giới, hắn rút kiếm, dùng sức chém vài lần rốt cuộc cũng chém vỡ kết giới lộ ra một hồ máu nóng đang quay cuồng, sôi ủng ục. Đệ làm gì đó? Diệp Tố đưa tay kéo lại dịch huyền đang muốn tới gần huyết đàm. Màn sương mờ trong mắt dịch huyền nhanh chóng rút đi, hắn quay đầu nói, đại sư tỷ, thành chủ phu nhân là. Mùi vị huyết sát này quá quen thuộc, hôm qua khi dẫn ma trận khởi hiệu, mùi tanh hôi của sát khí trên người đám ma vật đó chính là mùi vị này khớp huyết kiếm bên người du phục thời bỗng nhiên nhảy vào trong hồ hưng phấn bơi tới bơi lui diệp tố nhíu mày ngồi xuống ấn tay trên mặt đất hai mắt hơi nhắm phóng xuất ra thần thức của bản thân đại sư tỷ dịch huyền nhíu mày nhìn những sợi kim sắc không ngừng tràn ra từ lòng bàn tay diệp tố không giống linh lực nhưng lại có chút cảm giác quen thuộc nếu lúc này sư phụ của dịch huyền tân thẩm chi có mặt ở đây thì ông nhất định có thể nhìn ra được đây là cái gì. Thần thức ngoại hiện Đây là cách dùng thần thức kiểu mới mà sau khi tiến giai diệp tố đã mò mẫm ra được. Những sợi kim sắc không ngừng lan ra xung quanh, bao trùm toàn bộ mai viên, có thứ gì đó bắt đầu chậm rãi hiện ra. Ma khí, trong mặt đất của mai viên tràn ngập một tầng ma khí nồng đậm, nó hòa cùng với thần thức của diệp tố, trong đó, nơi đậm đặc nhất chính là sân khấu kịch. Diệp Tố thu tay lại, nốt xuống ngụm máu đang tràn lên trong cổ họng, nhìn sang sân khấu kịch, ở đó có một ma trận. Ngón nghề trận pháp này nàng học cái biết cái không, nhưng Diệp Tố am hiểu nhất chính là bắt trước. Nàng quay đầu nhìn lại huyết đàm, sau đó cầm lên khắp huyết kiếm đang hạnh phúc trong hồ máu, dùng nó phát họa lại trận pháp trên mặt đất. Trong nghị sự đường, thành chủ đang thảo luận cùng các phụ tá về chuyện Huy Thành gặp nạn ma xâm lấn, Hắn không yên tâm phu nhân và Vu thừa duyệt nên lúc nào cũng dẫn theo hai người bên cạnh, vừa lúc có quan hộ thành có thể bảo vệ bọn họ. Mọi người đang thương nghị có cần truyền tin cho các đại tông môn hay không thì cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lục Trầm Hàn mang theo một thân sát ý bước vào, tuy không có bộ dáng của ma nhưng nhìn hắn còn đáng sợ hơn cả ma. Các ngươi làm cái gì? Thành chủ nhíu mày, theo bản năng che chắn ở phía trước thành chủ phu nhân và Vu thừa duyệt. Quan hộ thành tiến lên một bước, kiếm ra khỏi vỏ, không một tiếng động thủ thế dơ ngang trước người. Lục Trầm Hàn đã lâu chưa xuất hiện đứng ở phía trước nhất, trong tay nắm thông linh bàn. Sau khi được thêm lên máu của Ninh Thiển Giao thì nó chỉ thẳng vào hướng ba người thành chủ đang đứng. Lục Trầm Hàn dương mắt, hàn khí nổi lên bốn phía, chả ma. Tối nay đã là kỳ hạn cuối cùng. Lục Trầm Hàn cầm thông linh bàn đi khắp phủ thành chủ một vòng thì rốt cuộc nó chỉ hướng đến nghị sự đường. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thành chủ nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn, tức giận vỗ bàn thật mạnh một cái. Lời gì thì trong lòng thành chủ hiểu rõ. Ninh thiển giao từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm một quyền bút ký, hóa ma cốt, trong thư phòng của thành chủ có không ít thư tịch như thế này, rõ ràng đã tu ma đắc đạo, thậm chí có thể tránh được dẫn ma trận. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lệ diệu minh tức giận không thôi, các ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Thiển Giao nói tiếp, ma vật trong phủ chỉ tập trung ở chung quanh thành chủ cùng với mai viên của thành chủ phu nhân, rất khó để nghĩ hai vị không có quan hệ gì với chúng. Ninh Thiển Giao nhận lấy thông ma bàn từ trong tay lục trầm hàn, lặng lặng bôi thêm một giọt máu lên pháp khí, nàng ta tới gần ba người nhà thành chủ, chỉ mỗi khi đối mặt với thành chủ và thành chủ phu nhân kim ở mặt trên mới dừng lại, chỉ thẳng vào bọn họ nàng ta xoay người gật đầu với lục trầm hàn phảng phất như là một tín hiệu xác nhận giản hồ và lục trầm hàn đồng thời động thủ một người ngăn lại quan hộ thành một người sông tới tấn công thành chủ ninh thiển giao lại vung kiếm chém về phía thành chủ phu nhân mục tiêu là cổ của bà nàng ta muốn chém rơi đầu ma vật lúc này vu thừa duyệt lại động cậu nắm tay thành chủ phu nhân kéo người về phía sau còn cậu lại theo đà chắn ở phía trước vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc hai đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện huy kiếm ngăn cản lục trầm hàn và giản hồ diệp tố dịch huyền đám người từ trình ngọc nhìn hai người vừa xuất hiện thì khiếp sợ không thôi hô lên diệp tố nhìn thanh kiếm của nàng đã bị chém đứt làm hai có chút đáng tiếc ánh mắt lục trầm hàn dừng trên người hai người đây là nguyên nhân ba đợt người đầu tiên không thể ra được ư Thành chủ kéo hai người thành chủ phu nhân và Vu thừa duyệt liên tục lui về phía sau, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, dù phục thời toàn thân mang theo ma khí dày đặc, hắn hơi nghiêng đầu, khấp huyết kiếm liền bay vọt vào, đâm thẳng về phía Lục Trầm Hàn. Tốc độ nhanh đến nỗi không giống là tốc độ mà một nguyên anh sơ kỳ có thể khống chế được kiếm. Lục Trầm Hàn nhanh chóng lui về sau vài bước, sau đó khấp huyết kiếm liền bay đến trong tay Diệp Tố. Các cô sao lại biến thành ma? Mai Cửu Nhân nhìn ma khí trên người ba người, không khỏi đau lòng hỏi. Kim trên thông ma bàn trên tay Ninh Thiển Giao điên cuồng chỉ tới chỉ lui ba người Diệp Tố, dù phục thời và dịch huyền. Diệp Tố nhìn về phía thông ma bàn trong tay nàng ta, thoạt nhìn chúng ta cũng là ma nhỉ. Rốt cuộc sao lại thế này? Từ Trình Ngọc tất nhiên không tin nhíu mày hỏi, Diệp Tố, các cô từ khi nào đã dính lên ma khí? Do không cẩn thận lúc vẽ mấy trận pháp mà thôi. Diệp Tố cầm khắp huyết kiếm vẫn còn dính máu trong huyết đám, nhanh chóng vẽ trận pháp trong mai viên lên mặt đất nghị sự đường. Các ngươi cũng có thể thử này. Thứ mà ma trận cần chính là ma khí. Diệp Tố không có nhưng máu trong huyết đàm lại ẩn chứa một lượng lớn ma lực với ma khí nồng đậm, còn khắp huyết kiếm lại là một thanh yêu kiếm ngay cả máu thần ma nó cũng có thể hấp thu, nàng chẳng qua mượn hai chúng nó để làm vật dẫn. Không gian của nghị sự đường nhỏ hơn Mai Viên rất nhiều, trận vừa thành thì ma khí lập tức nổi lên bốn phía, trong nháy mắt thì tất cả mọi người ở đây đều có một thân dính đầy ma khí. Thông ma bàn xoay vòng như bay, cơ hồ không còn nhìn thấy rõ hình dáng của kim nữa. Nếu nói về ma khí thì tất cả mọi người trong nghị sự đường đều là ma. Diệp Tố nhìn về phía Lục Trầm Hàn và Ninh Thiển Giao, các ngươi cũng muốn giết chính mình. Mọi người, đêm dân trong thành bị tàn sát bắt đầu rồi. Diệp Tố bỗng nhiên nói. Ninh Thiển Giao sừng sốt, cái gì? Mọi người chưa bắt kịp ý nghĩ của nàng. Diệp Tố nhìn sang quan hộ thành đứng bên cạnh, mỉm cười, ngươi không đi chết sao? Cả người Ninh Thiển Giao chấn động, nàng ta cứng đờ người quay đầu nhìn quan hộ thành. Tất cả đệ tử dự thi tiến vào pháp trận nghịch chuyển đều biết được hai thông tin mấu chốt đó là đêm mà Huy Thành bị đồ sát 20 năm trước có điểm bắt đầu là mệnh đèn của quan hộ thành tắt. Điểm kết thúc chính là ma vật giết chết hết tất cả mọi người trong thành. Trận pháp nghịch chuyển chính là hồi tưởng lại bóng dáng của mọi người trong thành lúc đó. Bọn họ tiến vào tuy có thể giao lưu với người dân trong thành nhưng sẽ không ảnh hưởng được đến tiến trình mà sự việc 20 năm trước sẽ phát triển. Cho dù có chém hết ma vật đi chẳng nữa thì ở hạn cuối của trận pháp vẫn là kết cục mọi người ở đây đều sẽ biến mất. Quan hộ thành vẫn luôn cúi đầu rũ mắt, sau khi Diệp Tố hỏi xong thì bà ta đột nhiên lại ngẩng đầu. Ta quên mất, cứ lo nhìn xem ngươi tiếp theo sẽ làm cái gì. Một câu này vừa nói ra, đệ tử của năm đại tông đều dựng hết tóc gáy. Trận pháp nghịch truyền vậy mà lại nhiều thêm một người tồn tại có ý thức, hoặc là nói là một thứ gì đó, vì sao cô lại cho rằng tỷ phu và tỷ tỷ không phải ma vu thừa duyệt đứng ở phía sau đột nhiên hỏi diệp tố hai người bọn họ trước sau cũng sẽ bị giết thôi ngay cả cơ hội giải thích cũng không có trong nghị sự đường lại vang lên một trận tiếng hút khí này rõ ràng cũng là một người có ý thức diệp tố quay đầu nhìn lại vu thừa duyệt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng lại tựa hồ không quá kinh ngạc huyết đàm cùng với ma trận trong mai viên xác thật ám chỉ thẳng thừng về hướng thành chủ phu nhân diệp tố liếc mắt nhìn khắp huyết kiếm nhưng rõ ràng máu trong huyết đàm là mới được thêm vào khi ta thử vẽ ma trận cũng quả thực bị dính ma khí bởi vì ma khí của máu trong huyết đàm quá nồng nên mới dẫn tới bọn họ hiện tại ai cũng đều dính cả người tất cả mọi thứ trong pháp trận nghịch chuyển theo lý đều là giả chỉ là hư ảnh cuối cùng đều sẽ biến mất giống như linh thạch tiểu sư đệ kiếm được vậy, nhưng chuyện này Diệp Tố chưa nói ra sợ hắn mất hứng. Nếu huyết đàm là thứ của 20 năm trước thì căn bản phải chẳng có tác dụng nào với khắp huyết kiếm mới đúng, vậy mà nó lại uống máu cực kỳ vui vẻ. Từ khi đó nàng liền biết, trong trận pháp nghịch chuyển đã có thêm thứ gì đó mà các tông chủ không biết. Chương 107. Em A chủ. Quan hộ thành một tay chống eo, chậm rãi ngồi thụp xuống, thân thể run rẩy. Sau đó khi bà ta ngẩng đầu lên thì mọi người lại thấy thì ra bà ta đang cười. Không ngờ tu chân giới vẫn còn mấy mầm non không tồi. Bà ta cười khẳng khặc, hai nhóm người đầu tiên chính là bị ta giết. Nhưng các ngươi biết không, khi nhóm thứ ba vừa tiến vào thì liền bắt đầu tàn sát dân trong thành. Nghe được lời này, thần sắc của đệ tử các tông mỗi người một khác nhau. Ha ha ha, vì để tìm ra ma vật đã tàn sát dân trong thành nên giết hết tất cả mọi người trong thành. Quan hộ thành đứng dậy, thậm chí xoa xoa nước mắt do cười quá nhiều, tu sĩ các ngươi hài hước thật. Những người trong trận pháp nghịch chuyển đều chỉ là tàn ảnh, không phải người sống. Cốc lương thiên vốn chuẩn bị dùng trận pháp giết hết dân trong thành nhíu mày nói. Quan hộ thành cũng không để ý cốc lương thiên, ngược lại nhìn Diệp Tố tiếp tục nói, Nhóm thứ ba khi tiến vào đầu tiên là vây công giết chết ta trước, sau đó lại đổ sát cả thành, tiếc là, ta giả vờ, ha ha ha. Bộ dáng của chúng trước khi chết thú vị lắm. 20 năm trước trong huy thành có bao nhiêu ma vật? Diệp tố hỏi. Quan hộ thành nhếch miệng cười, 100, 98. Chỉ có một mình bà ta, vu thừa duyệt nhìn lướt qua quan hộ thành, trên gương mặt thanh tú tái nhợt không có biểu tình gì, cái gọi là ma vật là từ khi nhóm thứ tư tiến vào bà ấy đã bịa ra. Sao lại gọi là bịa ra? Quan hộ thành vươn hai tay, ta thả ra 98 tia thần thức, sau đó tiện tay lập thêm một cái ma trận và huyết đàm. Vậy mà bọn họ có lần nào không một hai phải giết tỷ phu và tỷ tỷ của ngươi đâu? Từ lần thứ tư trở đi, người tiến vào pháp trận nghịch truyền đều mang theo các loại pháp khí pháp bảo truy tìm ma vật. Cuối cùng chốt hạ có tổng cộng 100 tên ma bọn chúng giết tỷ tỷ cùng tỷ phu của ngươi ngay trước mặt ngươi. Đôi mắt nóng bóng của quan hộ thành nhìn chằm chằm vu thừa duyệt, 20 năm, 76 lần, ta đều thay ngươi nhớ kỹ, những tên khốn tu sĩ này đều đáng chết. Ngươi theo ta đi, ta sẽ dạy ngươi làm sao để giết bọn chúng. Vu thừa duyệt không tự chủ được mà khụ mấy tiếng, cơ hồ muốn ho ra hết lục phủ ngũ tạng của bản thân, khuôn mặt tái nhợt lúc này trở nên gần như trong suốt, hắn ngước lên đôi mắt yên tĩnh, chậm rãi nói. Trước khi bọn họ động thủ thì tỷ phu và tỷ tỷ đã chết, chết trong tay của ngươi. Gương mặt quan hộ thành có chút cứng đờ, khẽ tỏa ra ma khí. Chuyện lần đó là ta không đúng, ta không nên giết chết hết các ngươi. Thấy hắn không đáp lời, quan hộ thành vội vàng la lên. Ta từ bỏ cơ hội thăng chức trưởng lão ở côn luân phái, thủ hộ cho ngươi lớn lên. Vì sao chỉ vì chuyện ta giết ngươi mà lại hận ta? người cũng có thể giết ta. Diệp Tố nghe đến đây liền bắt được một trọng điểm, trưởng lão Côn Luân Phái. Vậy có nghĩa quan hộ thành này từ lúc bắt đầu gia nhập Côn Luân đã chính là ma, thế mà lại có thế ở Côn Luân che giấu thân phận một thời gian dài như vậy. Vu thừa duyệt nhìn thành chủ cùng thành chủ phu nhân đã bất động, trong mắt có chút nhớ mong, hắn vốn dĩ phải chết cùng với tỷ tỷ và tỷ phu mới đúng, vậy mà lại bị bắt buộc hồi sinh hắn nhìn quan hộ thành, nét mặt mỏi mệt, căn cốt của ta nằm trong tay bà, bà muốn làm gì cứ tùy ý. Bộ linh lung cốt đó cần ngươi chính mình tu luyện mới có tác dụng. Quan hộ thành nói những lời này trôi chảy đến nỗi như đã từng nói vô số lần. Vu thừa duyệt cũng không đáp lời bà ta, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ, không bao lâu nữa, tỷ tỷ và tỷ phu sẽ lại biến mất. Người sao lại không nói tiếp? Quan hộ thành đột nhiên quay ngoắt sang nhìn Diệp Tố đang cúi đầu, ngữ khí lạnh lẽo. Diệp Tố nghe vậy ngẩng đầu, ta, ta chỉ là đang suy nghĩ ba là ma chủ nào. Bà ta chỉ với sức lực của bản thân mà tàn sát cả huy thành chỉ trong một đêm, sau đó lại còn động tay động chân ngay dưới mí mắt của năm đại tông chủ, còn có thể khiến thần thức hóa hình, ngoại trừ ma chủ nàng thật sự nghĩ không ra còn ma vật nào có bổn sự này. Ma giới có ba vị ma chủ, một người đã đồng quy vô tận với cha của nam chủ, một người khác hành tung bất định, chỉ có người cuối cùng hiện đang chấp trường ma giới. Ma chủ có thực lực tương đương với độ kiếp đại năng của tu chân giới mà số lượng những đại năng ấy chỉ sợ đếm được không đầy hai bàn tay. Quan hộ thành híp mắt, người hình như thông minh quá mức cần thiết rồi. Vừa dứt lời thì bà ta đã dịch chuyển đến trước mặt Diệp Tố, tay đánh về phía ngực trái của nàng. Trong mắt Diệp Tố co rút, nàng căn bản không có cơ hội nhúc nhích. "Ta đi theo bà." Vu Thừa Duyệt bỗng nhiên mở miệng, "Bà thả tất cả bọn họ ra ngoài." Quan hộ Thành dừng tay, quay đầu nhìn Vu Thừa Duyệt, "Chỉ vì để bọn chúng sống sót nên ngươi mới đồng ý đi theo ta?" "Ta không muốn tiếp tục ở đây chứng kiến tỷ tỷ và tỷ phu bị giết." Vu Thừa Duyệt nhìn bà ta, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Ta muốn tự tay giết chết bà." Tốt, quan hộ thành lập tức đồng ý, đi về phía vô thừa duyệt, đôi mắt nóng bỏng, ngươi đi theo ta. Bà thả bọn họ ra trước. vu thừa duyệt nói. Quan hộ thành vặn đầu sang một bên vang lên một tiếng rắc, vung tay lên, một đạo linh lực khổng lồ đánh tất cả đệ tử trong trận pháp nghịch chuyển vang ra ngoài. Trừ ba người diệp tố, dù phục thời, dịch huyền trong nghị sự đường. vu thừa duyệt nhìn quan hộ thành, tất cả mọi người. Ba tên này làm hỏng chuyện của ta. Quan hộ thành lật lọng, phải chết. Vu thừa duyệt không kịp tiếp tục can ngăn thì bà ta đã phát tay, sát ý ngập trời, không chút nghi ngờ dây tiếp theo ba người sẽ bị xé tan xác. Nhưng vu thừa duyệt chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng tím thoáng hiện, dịch huyền và diệp tố ngã xuống đất. Ngươi, quan hộ thành nhìn chằm chằm du phục thời vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, không nghĩ ra vì sao hắn có thể cản được một kích của bà. Đôi mắt vốn dĩ đen tuyền của du phục thời giờ phút này lại rực rỡ ánh tím, hắn lật tay, khắp huyết kiếm liền bay tới. Quan hộ thành lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác lạnh sống lưng là gì, bà ta bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không thể tránh thoát khắp huyết kiếm, bị nó đâm trúng ngực. Khắp huyết kiếm nếm được máu của ma chủ, chỗ hồng trên thân kiếm lóe sáng hồng quang, trong bộ dáng thập phần hưởng thụ tay quan hộ thành run lên lúc này bà ta phát hiện đối phương đột nhiên có chút lơi là không kịp nghĩ nhiều liền tức tốc thối lui xoay người kéo theo vu thừa duyệt rời khỏi pháp trận nghịch chuyển du phục thời giơ tay nhìn nhìn khắp huyết kiếm ánh tím trong mắt dần nhạt đi hắn nhìn quanh bốn phía sau đó ghét bỏ đá dịch huyền lăn qua một bên rồi đi đến bên diệp tố nghĩ nghĩ một chút cuối cùng quyết định nằm xuống cạnh nàng trận pháp nghịch chuyển không ngừng vỡ nát, ba người không hẹn mà cùng bị đẩy ra ngoài. Trên sân thi đấu, tông chủ ngũ hành tông và tông chủ vạn Phật tông đột nhiên đồng thời hộc máu. Ba tông chủ còn lại tức khắc đứng bật dậy nhìn về phía pháp trận. Ngô Nguyệt lo lắng, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngay sau đó các đệ tử đồng loạt xuất hiện trên pháp trận, mỗi người đều ngã sóng xoài trên mặt đất, ánh mắt mê mang. Phong Trần đạo nhân hỏi Lục Trầm Hàn, trong đó đã xảy ra chuyện gì? Lục Trầm Hàn nhớ tới chuyện phát sinh trong nghị sự đường, trong trận pháp nghịch chuyển có ma. Lão nhân tóc nâu nhíu mày, bên trong vốn dĩ là có ma. Không phải là ma vật bình thường. Lục Trầm Hàn dừng một chút lại nói, có khả năng là ma chủ. Ma chủ, các vị tông chủ đều chấn động. Được rồi, Trầm Hàn, tạm gác việc này lại phong trần đạo nhân ngăn lời nói tiếp theo của hắn trước tiên công bố danh sách các đệ tử vào vòng tiếp theo diệp tố đứng ở hàng sau cùng của nhóm ngươi nàng thò tay vào túi càn khôn lấy ra mấy tờ giấy cầu phúc lấy được ở sân khấu kịch trong mai viên khi nàng vừa mở tay thì mấy tờ giấy liền biến mất không còn tăm hơi tuy nhiên với trí nhớ của diệp tố thì nàng vẫn còn nhớ rõ như in tất cả nội dung trên đó đó là giấy cầu phúc với nét chữ rõ ràng là xuất phát từ tay của hai người một nét chữ thì hiên ngang câu liệt nét chữ còn lại thì quyên tú đoan chính trong đó có một tờ còn có một dấu vết như là nước mắt đã khô một người sẵn sàng bỏ công viết giấy cầu phúc cho đệ đệ biết rơi lệ vì người thân thì bất luận thế nào cũng không phải là ma tất cả đệ tử có thông hành đơn còn nguyện vẹn có thể vào tiếp cửa thứ ba phong trần đạo nhân đứng trên đài trầm giọng nói thông qua lần trả ma lần này hy vọng các đệ tử có thể nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để ngày sau đối phó ma không đến mức tự loạn trận tuyến. Sau khi cửa thứ hai kết thúc, số đệ tử có thể vào vòng tiếp theo không đến 50 người. Buồn ngủ lắm sao? Diệp Tố nghiêng đầu nhìn tiểu sư đệ sắp dựa cả người lên người nàng. Giọng nói của du phục thời cũng đều mang theo sự buồn ngủ dã rượi hắn miễn cưỡng mở to mắt, linh thạch kiếm được lúc trước đâu. Diệp Tố thỏ tay vào túi càn khôn, sau đó xòe ra hai bàn tay trống hơn. Dù phục thời nhíu mày, cơn buồn ngủ dường như cũng bay biến, ngồi dậy nhìn chằm chằm phàm nhân trước mặt. Diệp Tố khép hai bàn tay lại, hít mắt cười cầu hòa, tỉ nhớ kỹ mà, lần sau sẽ đền cho đệ. Dù phục thời miễn cưỡng chấp nhận cách nói này của phàm nhân. Lão nhân tóc nâu đứng trên đài nhìn hai người mà đôi mắt trừng to đến nỗi sắp rơi ra ngoài hiển nhiên là rất bất mãn hai người cứ lén lút có động tác nhỏ. Chờ đến khi mọi người giải tán, nhóm Diệp Tố còn chưa về đến phòng thì bên tai liền truyền đến thanh âm của phong trần đạo nhân, là truyền âm mật nhĩ. Những người có mặt ở nghị sự đường lúc ấy, đến đại điện Côn Luân một chuyến. Xem ra đã có ai nói gì đó, Diệp Tố chỉ đành dừng lại, dẫn theo du phục thời xoay người đi qua đại điện. Dịch huyền vốn dĩ đi theo các đệ tử ngô kiếm phái về sân lúc này cũng đang chờ ở một ngã rẽ cùng mấy người từ Trình Ngọc. Quan hộ thành đó, từ Trình Ngọc hỏi, thật là ma chủ sao? Cảnh giới của năm đại tông chủ chỉ mới đến mức đại thừa kỳ, nhưng ma chủ thì lại cung cấp với đại năng độ kiếp kỳ, chỉ còn cách một bước là sẽ thành thần. chương 108 Linh Lung Cốt Thượng Thanh Phong, Đại Điện Côn Luân phong trần đạo nhân đã đổi sang một thân quần áo khác nét mặt so với khi trên sân thi đấu thì càng hiển lộ uy nghiêm hai bên trái phải của ông là các trưởng lão của các phong côn luân bốn vị tông chủ còn lại thì ngồi ở bên dưới các đệ tử có mặt trong nghị sự đường ở huy thành lúc ấy lục tục đến nơi tất cả đều phải chờ ở bên ngoài sau khi tề tựu đông đủ mới được phép tiến vào các đệ tử đều gồng thẳng sống lưng chống lại uy áp bước vào trong điện duy trì riêng du phục thời vẫn giữ nguyên bộ dáng biếng nhác dựa cả người vào diệp tố hắn cực kỳ buồn ngủ chỉ muốn nhanh nhanh được về phòng nghỉ ngơi diệp tố cảm thấy cơn buồn ngủ của tiểu sư đệ đến quá chóng vánh nàng nghi ngờ đạo sát ý cuối cùng của quan hộ thành đã làm hắn bị thương nàng quay đầu lại nói với du phục thời chờ hỏi xong chuyện là có thể lập tức trở về giữa các đệ tử đang gồng mình chống lại uy áp động tác nhỏ của hai người nổi bật cực điểm hoặc có thể nói chướng mắt cực điểm. Lão nhân tóc nâu một trưởng lão của Côn Luân đứng ở gần đó thấy vậy thì cười lạnh một tiếng, ông ta cực kỳ bất mãn với Diệp Tố và Du Phục thời, ở trên sân thi đấu suốt ngày to nhỏ thì chớ, hiện giờ vào đến đại diện vẫn cứ trâu đầu ghé tai. Nghe nói trong huy thành có ma chủ. Thanh âm của Phong Trần đạo nhân truyền đến từ phía trên, không giận tự uy, truyền vào trong tai các đệ tử ẩn ẩn gây ra đau đớn. Đây chính là cảnh giới chân chính không chút nào thu liễm của tông chủ Côn Luân. Chỉ với mỗi âm thanh nói chuyện cũng đã có thể khiến những người có tu sáu thấp bị thương. Ai trong các đệ tử đứng ra nói rõ ràng. Lục Trầm Hàn đứng ở hàng đầu tiên trong số các đệ tử. Hạ mi mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Nếu đã như vậy thì mời Phật tử nói một chút về sự việc đã phát sinh trong đó. Ánh mắt của phong trần đạo nhân dừng trên người cốc lương thiên đang đứng ở một góc khác của đội ngũ, Cốc Lương Thiên ngẩng đầu, trăm tên ma vật trong huy thành chỉ là manh mối giả do ma chủ làm ra, việc huy thành bị đổ sát trong một đêm, hung thủ chỉ có một mình bà ta. Tuy rằng năm đại tông chủ đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính tai nghe thấy những lời này thì vẫn khiếp sợ không thôi. Các ngươi làm sao phát hiện ra bà ta là ma chủ? Tông chủ Ngũ Hành Tông bất chấp linh phủ bị hao tổn mà lưu lại đại điện, nhìn chằm chằm Cốc Lương Thiên vội vã hỏi. Bà ta thả ra 98 tia thần thức trong trận pháp nghịch chuyển giả làm ma vật. Đến cuối cùng khi mọi người tìm kiếm hai ma vật còn lại thì dẫn dắt mọi người nghĩ rằng thành chủ và thành chủ phu nhân là ma vì trên người hai người có ma khí. Cốc Lương Thiên vừa lần chàng hạt trong tay vừa chậm rãi nói, tuy nhiên có người phát hiện ra trên người bọn họ có ma khí là do ma trận cảm nhiễm chứ không phải là ma. Cấp bậc của ma càng cao thì càng giống tu sĩ, Thiên ma tàn nhẫn thị huyết nhưng ma vật cấp cao hơn lại không có đặc thù rõ ràng như thế. Đây cũng là lý do vì sao sau khi thành chủ và thành chủ phu nhân bị giết thì mọi người vẫn cho rằng bọn họ là ma. Những tu sĩ đi vào trước đó nghĩ rằng bọn họ là ma vật cấp bậc cao. Sắc mặt của tông chủ vạn Phật tông và tông chủ ngũ hành tông cực kỳ khó coi. Trong pháp trận mà bọn họ liên thủ thiết lập lại có ma chủ công khai đi vào, còn thả ra 98 tia thần thức xoay biết bao nhóm tu sĩ như đồ ngốc ai phát hiện ra thành chủ và thành chủ phu nhân không phải ma? Tông chủ ngô kiếm phái Chu Kỳ hỏi. Ngoại từ đệ tử Côn Luân thì còn có thể là ai? Tông chủ thượng khuyết tông chật lưỡi một tiếng nói, ta nhớ rõ một năm trước, đạo nhân đã giao thông ma bàn cho lục trầm hàn. Bất quá là nhờ pháp bảo mà thôi. Phong trần đạo nhân phất tay ý bảo cốc lương thiên nói tiếp. Rõ ràng là do mấy người diệp tố phát hiện ra. Mã Tổng Thu cúi đầu nói thầm một tiếng. Nhưng mà trong đại điện này, trừ nhóm đệ tử thì tu sáu của vị nào cũng cực cao, muốn không nghe thấy lời lầm bẩm của hắn cũng khó. Vậy mà lại không phải lục trầm hàn. Tông chủ thượng khuyết tông nhìn về phía Mã Tổng Thu, trong giọng nói có một tia hứng thú không dễ phát hiện, người nói tỉ mỉ hơn xem nào. Diệp Tố tuy rằng không có thông ma bàn nhưng nàng ấy phát hiện ra huyết đàm và pháp trận ở Mai Viên có vấn đề. Mã Tòng Thu thấy mấy vị tông chủ đều nhìn mình, ưỡn ngực ngẩng đầu nói, ma trận nếu dùng máu trong huyết đàm vẽ ra thì có thể khiến người khác bị dính lên ma khí, thành chủ và thành chủ phu nhân căn bản là bị hãm hại. Lúc ấy chúng đệ tử đều ngây ngẩn cả người, sau đó lại chính Diệp Tố phát hiện ra quan hộ thành còn chưa biến mất, chúng ta mới biết được quan hộ thành có vấn đề. Khi đêm dân trong thành bị tàn sát bắt đầu, Từng người sẽ biến mất đúng theo thứ tự họ đã chết 20 năm trước. Lúc trước năm đại tông đã dựa vào tình hình như vậy mà suy đoán nếu không tìm ra hết tất cả ma vật thì cuối cùng số ma vật dư lại sẽ quay sang giết những người tiến vào pháp trận, cho nên lần nào mọi người đi vào cũng đều nóng lòng muốn tìm ra hết số ma vật càng nhanh càng tốt mà xem nhẹ những dấu hiệu mấu chốt. Tông chủ Ngô Kiếm phái ngửa đầu nhìn lên trên nóc của đại điện, không muốn nhìn thêm giây phút nào bộ dáng kiêu ngạo của đệ tử nhà mình ai không biết còn tưởng rằng là do nó phát hiện ra đấy mất mặt nếu nói như vậy quan hộ thành trong trận pháp là ma chủ giả mạo tông chủ hợp hoan tông hỏi vậy mấy đứa làm sao có thể chạy ra được không phải giả mạo diệp tố lên tiếng từ lúc bắt đầu bà ấy chính là quan hộ thành lời này có ý gì cả năm đại tông chủ đều khó hiểu Diệp Tố nhìn về phía phong trần đạo nhân đang đứng trên chỗ cao nhất của đại điện. Người 20 năm trước trong một đêm tàn sát hết dân trong thành chính là quan hộ thành. Trong vòng 20 năm qua người ở trong Pháp trận nghịch chuyển giết người cũng chính là bà ta. Hoặc là nói cách khác, vị chấp sự của côn luân năm đó lưu lại huy thành làm quan hộ thành vẫn luôn là ma chủ. Lời này nói ra như thả xuống một quả bom, khiến cho toàn bộ mọi người trong điện đều chinh lăng. Tiểu Hữu là đang nói tên ma chủ đó đã từng ở Côn Luân. Ánh mắt Phong Trần đạo nhân nhìn Diệp Tố đầy sắc bén nhưng ngữ khí vẫn trước sau ôn hòa không đổi. Là chính miệng ma chủ nói như vậy, Diệp Tố cố gắng đỡ lấy uy áp, mỉm cười, chi tiết cụ thể hẳn là Côn Luân sẽ biết rõ hơn ai hết. Sau một lát, Phong Trần đạo nhân khẽ gật đầu, việc này Côn Luân sẽ tiến hành điều tra, bất quá các ngươi làm sao có thể chạy ra được ma chủ bị phát hiện còn thả các ngươi rời đi sao trong trận còn có một người là đệ đệ của thành chủ phu nhân hắn đã ngăn cản ma chủ diệp tố nói hắn đã làm một giao dịch với bà ta để thả chúng ta rời đi đệ đệ của thành chủ phu nhân tông chủ ngũ hành tông như nhớ ra gì đó là người bệnh tật quấn thân ở trong phủ đó hắn đã dùng cái gì để giao dịch với ma chủ hắn bất quá chỉ là một phàm nhân mà thôi linh lung cốt khi diệp tố nói lời này nàng không bỏ sót bất cứ biểu tình nào của năm đại tông chủ mặc dù bọn họ khống chế cực tốt nhưng trong nháy mắt ai cũng có chút biến đổi hiển nhiên là bọn họ biết về linh lung cốt thì ra là thế thì ra là thế tông chủ ngũ hành tông lẩm bẩm thế mà lại là linh lung cốt các đệ tử ở bên dưới không một ai biết gì về linh lung cốt chưa từng nghe nói qua đạo nhân Linh lung cốt là cái gì?" Lục Trầm Hàn rốt cuộc mở miệng hỏi. "Linh lung cốt, phong Trần đạo nhân tự hồ đang tìm từ thích hợp, ngừng một lát mới nói tiếp, trong sáng thiên nhiên, được thiên đạo chiếu cố, tiến giai vô lôi kiếp. Sau thần vẫn kỳ một vạn năm có xuất hiện một tán tu, trời sinh linh lung cốt, mới đến trăm tuổi đã độ kiếp. Thật sự có người trăm tuổi độ kiếp. Vì đã chịu ma âm tẩy não của Hạ Nhĩ quá nhiều, khi nghe được lời này Mã Tổng Thu lặng lẽ liếc nhìn Diệp Tố bên cạnh. Trước giờ chúng đệ tử chưa bao giờ nghe qua. Lục Trầm Hàn nói. Người nọ tiến dai quá mức nghịch thiên, vì đề phòng đạo tâm của các tu sĩ tu chân giới dao động, các đại tông chủ đã phong tỏa tin tức. Nói đoạn phong trần đạo nhân bỗng nhiên chụp tay lên thành ghế, một luồng linh lực cuồn cuộn lan ra, ngữ khí tức giận nói. Linh lung cốt có thể tu được bất kỳ đạo nào, ma chủ kia nhất định là vì thèm muốn linh lung cốt nên mới sinh ra ma tâm mới động tay động chân trong pháp trận nghịch chuyển không biết đó là ma chủ nào tông chủ ngô kiếm phái nói linh lung cốt rơi vào tay ma giới sợ là sẽ có biến ma giới mơ ước linh khí của tu chân giới đã mấy vạn năm sau khi có được linh lung cốt thế tất sẽ nhiều thêm một nguồn trợ lực không nhỏ tông chủ vạn phật tông chuyển động tràng hạt thấp giọng niệm một câu gì sau đó nói đệ tử các tông phải nhanh chóng tăng cao năng lực không thể để ma giới có cơ hội thừa nước đục thả câu chuyện này không được nói với bất kỳ người nào khác ngay cả tu sĩ dự thi khác cũng không được phong trần đạo nhân nhìn chúng đệ tử bên dưới được rồi tất cả quay về đi chuẩn bị cho vòng thi đấu tiếp theo các đệ tử có mặt ở nghị sự đường lúc đó phần lớn đều là người của năm đại tông sau khi ra khỏi đại điện Côn Luân thì đều đi theo tông chủ của bổn tông trở về. Chỉ có bốn người thiên cơ môn, cùng với Ninh Thiển Giao và Giản Hồ là không có trưởng bối để theo. Ninh Thiển Giao nhìn bốn người đang đi cùng với nhau ở đằng trước, do dự một lát, bước tới, đại sư tỷ, tỷ còn đang giận Thiển Giao sao? Tá, Diệp Tố ngạc nhiên quay đầu lại, khi ở Huy Thành tuy bọn họ cùng có mặt trong phủ thành chủ nhưng cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau câu nào chuyện dùng thân phận vô danh tông báo danh, chờ sau khi trở về muội nhất định sẽ nhận sai với trưởng môn. Ninh Thiển Giao lại gần Diệp Tố hơn chút nữa, kéo lấy tay áo của nàng lắc lắc, ra bộ làm nũng, đại sư tỷ, tỷ đừng giận nữa nhé. Mỗ tiểu sư đệ nào đó đang đứng ở phía sau nắm quần áo của đại sư tỷ thấy vậy thì đột nhiên tiến lên vung tay áo, hất tay của Ninh Thiển Giao ra, từ đầu tới cuối hắn không nói lời nào, vung tay xong hắn lại quay về vị trí cũ đứng dựa lên người diệp tố ninh thiền giao diệp tố quay đầu tầm mắt dừng ở cánh tay của vị tiểu sư đệ nào đó vẫn đang dùng ống tay áo bọc kín mít lại trong lòng không hiểu sao cảm thấy buồn cười ta không giận diệp tố nhìn ninh thiền giao nói đồng môn chi gian luận bàn mà thôi tiểu sư muội cũng không cần để ở trong lòng thật ư Ninh Thiển Giao lần này trực tiếp ôm lấy cánh tay của Diệp Tố, muốn cùng đi với nàng, trông như thể hai người cực kỳ thân thiết. Đại sư tỷ, lúc ở trong pháp trận nghịch chuyển tỷ thật lợi hại, mà trận đó vậy mà tùy tay là đã có thể vẽ ra được. Diệp Tố hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Thiển Giao sẽ cố gắng muốn làm thân với nàng như vậy. Nàng còn chưa kịp rút tay của mình ra thì gót chân bỗng nhiên bị người dẫm một cái. Diệp Tố vừa quay đầu lại thì đập vào mắt là gương mặt cực kỳ buồn ngủ của tiểu sư đệ. Ta không phải cố ý. Du phục thời rũ mắt, người đi quá chậm. Tiểu sư muội, ta thấy muội luyện kiếm cũng không tệ. Diệp Tố rút tay lại, nói với Ninh Thiển Giao: Không bằng chúng ta so tốc độ ngự kiếm thế nào? Ngự kiếm? Ninh Thiển Giao ngơ ngác hỏi lại. Diệp Tố bảo Du phục thời lấy ra khấp huyết kiếm hai người dẫm lên kiếm vèo một tiếng biết mất trước mắt của mấy người ở đây. Ninh Thiền giao, Dịch Huyền đứng ở phía sau nhướng mày, quay đầu hỏi Lữ Cửu bên cạnh, sao không? Lữ Cửu, ta chỉ mới Nguyên Anh Trung kỳ, ngươi đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng mà khi nói chuyện nàng đã lấy ra kiếm, giành trước bay đi mất. Dịch Huyền chờ nàng bay được một đoạn rồi mới cúi đầu nói với Trọng Minh Đao, chúng ta đi. Ninh Thiển Giao đứng ở đó như trời trồng, một lát sau mới cắn răng nói với giản hồ, chúng ta cũng đi. Đệ tử của các tông còn chưa đi xa, nghe thấy có thanh âm từ đằng xa thì ngẩng đầu lên, liền thấy mấy người thiên cơ môn vèo vèo bay qua. Tinh lực của bọn họ tốt thật đấy. Mai cửu nhân ngửa đầu cảm thán, người thiên cơ môn nhìn thấy có vẻ không quá bình thường. Nhan Hảo nhớ lại cấm địa trong cửa thứ nhất, Diệp Tố cắt đứt thần thức của chính mình mà mặt không hề nhăn một chút nào, lắc đầu nói, người bình thường không thể làm ra loại chuyện này được. Diệp Tố mang theo du phục thời ngự kiếm trở về sân, thành công thoát được tiểu sư muội đột nhiên uống lộn thuốc, Ninh Thiển Giao đột nhiên thân cận như vậy làm ra đầu nàng có chút tê dài. Đại sư Tỷ, ba vị sư đệ sư muội đang phân loại tài liệu mới trong viện, nghe thấy tiếng động thì đồng loạt quay đầu lại, Tây Ngọc kinh hỉ hô lên. Mọi người ra tới rồi. Minh Lưu Sa đứng dậy, "Thông, qua, không, tỷ." Đại sư tỷ nhất định là qua." Hạ Nhĩ khẳng định nói. Diệp Tố cười nói, "Qua rồi." "Đệ biết ngay mà." Hạ Nhĩ nói, "Không có chuyện gì mà đại sư tỷ không làm được." Lúc này Dịch Huyền cũng đáp xuống sân, lữ cửu theo sát đằng sau. "Ta mệt." du phục thời nói xong liền xoay người về phòng của mình hắn vừa đóng cửa thì khắp huyết kiếm cũng bị nhốt ở ngoài nó xoay vài vòng lui về sau một chút nhìn bộ dáng như lấy đà muốn đâm vào phòng diệp tố dỗi tay bắt lấy khắp huyết kiếm ném nó vào trong sân ở bên ngoài đợi